Rồi. Chào bác sĩ, khi bị đau mỏi vai gáy, tôi thường sử dụng các sản phẩm cao gian nóng, các loại dầu để xoa bóp, thấy cũng có hiệu quả. Vậy tôi có phải đi khám ở các cơ sở y tế nữa hay không? Xin cảm ơn bác sĩ. Ở những cái giai đoạn đầu khi bệnh nhân xuất hiện các cái triệu chứng đau mỏi thì có thể sử dụng những cái chẳng hạn như là cái cao gián nóng này, rồi có thể tự xoa bóp, tự vận động một chút thì các cái triệu chứng nó cũng sẽ giảm đi. Vì vậy thì rõ ràng là với cái cơ chế bệnh như thế thì nếu chỉ thuần túy như thế thôi thì cũng sẽ không giải quyết được về căn bản đối với cái bệnh đau vai gáy này. Có thể bị gặp lại. Vâng, đúng không? Bệnh nhân sẽ bị gặp lại và càng về sau thì cái tần suất nó sẽ lại càng cao hơn và cái sự khó chịu nó lại càng nhiều hơn. Thì khi mà những cái lần tái phát lần sau thì cũng nên đến khám ở những cái chuyên khoa, có thể bên đông y, có thể bên khoa khớp hoặc là khoa phổ chức năng để được đánh giá cho nó đầy đủ, thì chúng ta sẽ có cái hướng điều trị và hướng tập luyện rồi hướng đề phòng nó được tốt hơn.